Với mình thì Razer luôn luôn có một vị trí rất đặc biệt. Mình thì không được xét vào nhóm được gọi là fanboy của Razer, bởi vì thực ra Razer cho mình những cái trải nghiệm nó không được có thể nói là yên tâm cho lắm, nhưng mà cái câu chuyện đấy thì nó cũng phải từ hồi 4 5 năm trước rồi. Và sau đấy thì mình cũng không dùng đồ Razer mấy, thì đâm ra là cũng không có cơ hội để được trải nghiệm những cái cảm giác nó không hay ho đấy nữa. Nhưng mà có thể nói là Razer luôn luôn đưa ra những cái sản phẩm mà nó kiểu gì nó phải khiến cho mình cảm thấy thú vị rồi là tò mò rồi các thứ này kia. Razer đối với mình nó cảm giác nó giống như một cái ban nhạc mà ai cũng ghét, nhưng mà bạn thì lại thích, nhưng mà bạn không dám thừa nhận là bạn thích kiểu như vậy. Chả biết nói nhỉ. Mỗi lần cầm sản phẩm nào đấy của Razer thì nó cho cảm xúc lẫn lộn lắm. Quay trở về vấn đề chính thì hôm nay mình đang có một cái sản phẩm của Razer có tên là Razer Hammerhead Wireless X. Bất kỳ khi nào mình nhìn thấy cái sản phẩm của Razer hoặc là nhìn một cái hộp màu xanh như thế này, mình đều có một cảm giác gì đấy rất là thích, đồng thời với sợ hãi là nó hỏng. Nhưng mà thực tế thì nhiều năm gần đây thì mình chưa bị hỏng. Thế cho nên là hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp và trải nghiệm Razer Wireless X, Hammerhead Wireless X. Thì như thường lệ, đây là sản phẩm tới từ TechSpay. Mua những sản phẩm như Razer thì mình nghĩ rằng là mua từ một đơn vị chính hãng như TechSpay rất là hợp lý, bởi vì khi mà có vấn đề gì xảy ra thì các bạn có thể claim bảo hành nó rất là đơn giản. TechSpay thì với trải nghiệm cá nhân của mình thì đây là một shop có thể nói là khá là uy tín cho anh em. Đường link mình sẽ để bên dưới phần mô tả. Razer thì vẫn giữ nguyên cách đóng hộp mà thường thấy ở trên các sản phẩm tai nghe của mình. Nên mình sẽ không muốn nói gì nhiều. Cái cách đóng hộp này thì nó không phải là quá đẹp, nhưng mà cái cách bố trí sticker rồi thông tin các thứ ở trên hộp thì trông nó hơi bị rối. Nhưng mà có lẽ là đấy là những cái mà cá nhân mình quan tâm thôi, còn có vẻ là khá nhiều bạn xem ở đây không quan tâm đến đóng hộp như thế nào. Quay trở về với sản phẩm chính ở đây, chúng ta sẽ có một cái form tai nghe nó rất là cơ bản. Nhìn ở bên ngoài thì các bạn sẽ thấy nó giống một cái hộp case của con AirPods Pro. Nhưng mà mở bên trong ra thì các bạn sẽ thấy là nó không hề giống con AirPods Pro, trông nó nạc thịt hơn. Cái tai nghe này nó to dày hơn con AirPods Pro và nó là theo dạng earbud chứ không phải là in-ear. Bên trong thì nó trông nó khá là đầy đặn. Cái hộp này thì mình cảm thấy rằng nó có một cái chất liệu khá là ok, bởi vì là nó hơi sần nhưng nó không bám mồ hôi, không bám dấu vân tay, mà nó cũng khó bị xước. Cái hộp này nó cho mình một cái cảm giác cầm nắm rất là tốt bởi vì nó không bị trơn trượt. Ở phần trên nắp thì nó sẽ in chìm, khắc chìm chữ Razer. Mình thấy cái nắp này được hoàn thiện ở mức khá là ok. Nó có một cái lẫy lò xo để khi mình mở cái nắp ra nó hơi phật lên trên một tí đấy, và khi mình đóng xuống thì nó cũng phật xuống dưới một tí. Cảm giác nó tạo cho mình một cái cảm giác thì đấy khá là thỏa mãn. Các bạn thậm chí còn nghe được cái tiếng lò xo nó phật lên đúng không? Này. Đấy. Chỉ có một điều nho nhỏ là ở dưới góc độ một chiếc tai nghe gaming, không giống như các sản phẩm thường thấy của Razer, nó là khá là nhiều LED, thì con này chỉ có đúng một cái đèn báo LED màu xanh con ở đây thôi. Nó hơi ít một tí và hơi tiếc một tí. Bởi vì thực ra thì ở dưới góc độ khách hàng thì lúc nào mình muốn đòi hỏi nhiều hơn. Thiết kế của cái housing không phải là một điều mà mình thích. Cái đầu tiên là housing không dùng nhựa nhám như ở trên cái vỏ case mà nó dùng nhựa bóng. Cái điều đó nó sẽ khiến cho đầu tiên ấy là mình lấy cái housing này ra khỏi cây không hề dễ. Mỗi lần mình muốn lấy thì mình nghĩ là cách dễ nhất là cái tiếp theo của cái housing này, đó là mặc dù cái phần bên trong để cài vào khoang tai nó khá là giống cái form bình thường của mấy con AirPods, nhưng mà cái phần đây, cái độ dày này của cái housing thì nó lại dày hơn hẳn. Nó sẽ khiến cho là khi mà các bạn cài vào trong khoang tai thì nó chỉ cài cái phần này này, nó chỉ cài cái phần này này được một tí. Còn cái phần nó lôi ra ở cái phần độ dày này, nó lại hơi bị nhiều. Mình cài cho các bạn xem nhá. Đây. Đấy. Cái đoạn nó lồi ra thì bị nhiều, mà các bạn cài vào khoang tai nó chỉ được có một tí. Nó bám vào tai, khoang tai có một tí mà nó dày ra ngoài như thế này. Rõ ràng là về trọng lượng nó nặng, nó sẽ kéo cái tai nghe nó có xu hướng ra ngoài. Để giải quyết vấn đề này thì Razer đã đưa tặng cho chúng ta ở đây một cái bao để bọc cái phần nhét vào khoang tai, một cái bao silicone. Thì cái bao này ấy, nó có hai tác dụng. Một là nó khiến cho cái phần khoang tai nó dày hơn, nó căng cái phần khoang tai hơn để nó bám chắc hơn. Vì cái thứ hai nữa, bằng silicone, nó không phải là bằng nhựa bóng, thế cho nên nó không bị trơn. Điều đáng khen ở đây là phần mềm của Razer làm khá là mượt và nó hỗ trợ đầy đủ cho cả iOS cũng như là Android. Các bạn có thể tùy chỉnh cái gesture, cái thao tác với cảm ứng khá là sâu, và tất nhiên đồng thời các bạn có thể tùy chỉnh được là LED. Ở đây thì nếu như mình chỉ sử dụng mỗi phần mềm audio, bởi vì là mình chưa có nhiều thời gian để test thêm các phần mềm khác, nhưng mà trước hết với phần mềm audio thì mình thấy nó có thể tùy chỉnh giữa hai chế độ LED là breathing và static. Các bạn có thể tùy chỉnh độ sáng thấp và cao ở trên phần mềm này luôn. Đây là cái điều mình cảm thấy nó rất ok với con tai nghe. Cái mà mình đang muốn chê ở đây là
nhiều khi cái phần mềm này nó không ổn định cho lắm, đặc biệt là trong những cái quá trình hiện tại là mình đang muốn nâng cấp firmware thì mình thấy là nó chưa thực sự là ổn định cho lắm và nhiều khi nó bị văng cái tai nghe ra. Đây là cái mà mình không thích. Mình nghĩ rằng là qua mấy bản update tới thì có lẽ là cái phần mềm này nó sẽ hoạt động ổn hơn. Con tai nghe này thì là vì nó hỗ trợ chơi game, thế cho nên cái chế độ gaming mode của nó sẽ có độ trễ là 60 ms, thì mình sẽ test cho các bạn xem. Đây là tiếng từ Razer Hammerhead Wireless. Ở tai nghe thì có một cái đặc điểm là khi mà mình nhìn vào cái đường tiếng lúc mà mình đang thu âm để test mic cho các bạn như thế này này, thì mình thấy cái đường tiếng nó rất là lớn. Thì mình thấy rằng là cái khả năng bắt tiếng của con này nó rất là tốt. Hiện tại thì mình nói không quá to, cơ bản là mình đang ốm, là cái giọng nói nhỏ thôi. Nhưng mà tiếng bắt vẫn rất là to và rõ ràng. Thì không biết là các bạn nghe thì các bạn có thấy là bị cái tiếng môi trường nhiều hay không? Về chất âm thì mình thấy rằng đây là một điều có thể nói là tương đối đáng khen đối với Razer Hammerhead Wireless X. Mình có thể nói là mình cảm thấy ok, mình khá là thích cái kiểu tiếng của con này. Tất nhiên là phải trong tầm giá phân khúc của nó là tầm 1,5 triệu rồi. Nó xử lý cái giải trầm theo một cách thường thấy của Razer, nó hơi nhiều, hơi ngợp. Nó cảm giác như kiểu là đi học thì thằng giải trầm nó là cái thằng ngồi ở dưới, nhưng mà khi mà hỏi cô hỏi thì nó cứ phải cố gắng giơ tay, nó chen mồm với cái thằng ngồi bàn trên. Nó gọi là nó lấn thì nó cũng không phải là lấn, bởi vì cái vị trí của vocal và những cái nhạc cụ ở phần giải mid hoặc là các cái vị trí của âm thanh khác, ví dụ như khi mình chơi game, những cái âm thanh khác ở phần giải trung, nó vẫn có một cái vị trí rất là rõ rệt, chứ nó không bị đè mất đi hay là như thế nào đấy. Nhưng mà lúc nào bạn cũng sẽ có cảm giác là cái phần giải trầm nó đang tì đè bọn kia hơi bị nhiều. Giải trầm này sẽ cho một cái lực xuống khá là tốt và mình thấy rằng là cái chi tiết của nó cũng tốt. Nó không xuống quá sâu nhưng mà cái lực và cũng như là cái chi tiết tốt, và mình cảm giác là cái lượng của giải trầm nó rất là nhiều và đầy đủ. Nó cho mình một cái cảm giác là ok, khi mà cái giải mid nó cũng ổn và cũng như là cái giải trầm nó đánh kiểu như này, lực và cũng như là nó dày dày như thế này, mình nghĩ là nó sẽ hợp để nghe những cái bài kiểu nó phăn phăn bây giờ, kiểu pop, nó dễ chơi. Nó sẽ cho các bạn cho một cái cảm giác là các bạn sẽ cần nghe cái chính là gì, là cái nhịp nhạc các thứ này kia này, rồi các bạn nghe giọng vocal này. Mình nghĩ rằng là cái đấy nó sẽ rất là hợp lý với con tai nghe này, bởi vì mình thấy là nhìn chung cái giải trầm này, cái độ chi tiết của nó tốt, chứ không phải là nó bị kiểu nó cứ đè và nó chỉ ù và nó không có gì đấy cả, mà thực ra nó vẫn có gì đó và nó có chi tiết ở đấy. Đây là cái điều mình cảm thấy ok. Còn giải chép thì nó không có gì đặc sắc cả, nó làm tất cả mọi thứ nó rất là tròn vai, và mình nghĩ rằng nếu các bạn là một người nghe nhạc thiên về giải chép thì mình nghĩ rằng là các bạn cũng không nên đặt quá nhiều niềm tin vào con tai nghe này. Nó đủ, nó tròn vai. Thì khi mà các bạn nghe nhạc điện tử, các bạn thì leo xeo thế thôi. Còn nếu mà gọi là chỉn chu như những anh em mà thích nghe kiểu tép tủng ở thứ này kia thì rõ ràng con này không phải. Nhìn nhận ở một góc độ là một con tai nghe gaming với mức giá 1,5 triệu, các bạn có phần mềm tối ưu rồi thì LED lùng để các bạn đàm thoại, pin phủng, rồi thì là chế độ trễ tốt, rồi thì các bạn có một cái chất âm nó phù hợp với không phải chỉ để chơi game, mà thậm chí mình nghĩ rằng cái chất âm này nó cũng phù hợp để nghe nhạc nữa. Đây là một con tai nghe trong tầm giá 1,5 triệu, mà nếu mà để nghe nhạc mình nghĩ rằng các bạn cũng nên cân nhắc. Nghe nhạc rất là ổn. Còn nếu các bạn có thể cảm thấy quan tâm về sản phẩm này thì có thể tham khảo tại đường link bên dưới phần mô tả tại TechSpace. Như thường lệ, như mình hay nói là TechSpace thì bán khá nhiều các thiết bị gaming kia, trong đó có con Hammerhead Wireless X này. Thì nếu anh em quan tâm thì có thể tham khảo đường link bên dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số video lần sau.